Hôm nay thầy Linh chia sẻ cái lưỡi khá điển hình về cái chứng thấp ở vùng hạ tiêu. Thì chúng ta nhìn tổng thể cái lưỡi này thì chúng ta thấy rằng là lưỡi đang rất là khí thịnh, hai bên lưỡi là căng phồng ra. Đặc biệt là các bạn chú ý là về phần bên phải của bệnh nhân là về liên quan chức lăng phế là nó phồng ra và phồng bè ra ngoài, và phần chức lăng can của bệnh nhân này thì là bình thường. Chúng ta nhìn cái thứ hai là chúng ta nhìn đường trung tuyến là chúng ta thấy là bệnh nhân này cũng bị lệch đốt sống ngực, nó không cong, nó cong ở sang bên trái, lệch lệch ở bên trái, thì cái bên phải bè bẹo là mục đích là cái cơ ở đây nó co co cứng lên, co cứng lên để kéo với cột sống về bình thường. Và chúng ta khá là hay là bệnh nhân này bởi vì cũng có chứng chứng uất bó luôn ở cái vùng từ trung tiêu xuống cái phần lưỡi, từ phần giữa đó, giữa ngang lưỡi lên phần đầu lưỡi thì chúng ta nó bè ra, như bè có lực, có khí lực, nhưng phần dưới thì bị thóp lại. Thì qua cái này chúng ta thể hiện rằng là bệnh nhân có đau lưng. Ngoài đau lưng ấy thì nhìn vào cái rêu lưỡi, là rêu lưỡi các bạn thấy là có hiện tượng nứt và dày lên, thì cái tà khí ở đây rất là nhiều, đặc biệt là thấp. Thấp thấp ở đây vừa là do tà khí, mới thứ hai là do tỳ hư sinh thấp, thì thể hiện rất là nhiều, thì nó liên quan đến cái bệnh lý là về phủ, đặc biệt là đại tràng. Thì về hỏi bệnh nhân này thì chắc chắn là cái đại tràng của bệnh nhân là có vấn đề, hay gọi đông y gọi là đại tràng. Tiếp theo là chúng ta nhìn đến cái phần về về chính giữa lưỡi chỗ lệch đấy, thì qua cái này thể hiện là bệnh nhân cũng đã có tiền sử là về đau dạ dày, bệnh nhân có tiền sử là về đau dạ dày, đặc biệt là trào ngược. Và dưới thắt lưng này thì khi nó bó như kia thì chắc chắn bệnh nhân có hiện tượng về đau đau lưng, đau thắt lưng, và ngoài ra còn đau đốt sống ngực. Thì đây là bệnh nhân khá điển hình về cái chứng thấp nhiệt ở hạ tiêu. Không, mình chia sẻ các bạn.